Cậu chào gia đình cái nào. Chào mọi người nha. Lo lắm nên canh Trung Nghĩa trồng tổng hợp. Ai giờ? Đây hai món mèo hấp và món ếch xào hoa mướp. Đang đập giềng. Đập giềng để hấp đi mèo. Đây hoa mướp đây. Đây hoa mướp. Toàn mướp và bao tử. Đây. Mới lớn. Nghe bây giờ đấy. Đúng rồi. Ăn như này nó mới gọi là đúng. Hoa. Đây là gia vị Xuân Sang đang chế biến. Anh em là đi làm về đem ra chế biến nó hơi thì tối tí. Ếch gần một rổ. Đây ếch đây. Ếch đồng 100% luôn. Chúng tôi bắt đồng 100%. Vớ vẩn mua nước này không ăn. Này cho vào mèo. Cho vào hấp mèo. Tí giải tí cho má. Đây là ít da. Uống chân đầu bếp. Ôi giời, kinh. Ủa cái bóng này thì thế. Đây món này thịt mèo đây. Đổ lẫn vào, đổ xong rồi. Quá tuyệt vời ông mặt trời. Hấp bia. Anh em hấp bia hay là gì đây? Cho bia vào hấp lửa. Hay là hấp nước dừa. Ê. Lại ra bia rồi. Ok. Nó bia rồi. Con còn nó bia được không? Này được rồi. Gọi đi. Bảo là lực đi mua mấy lọ này hết rồi. Anh em nó uống rượu rồi cho nên bia nhà nó không có sẵn. Là món hấp này. À, lóng nôi là ăn muộn muộn tí là được. Đã xong rồi. Ui giời, nhanh còn kịp. Thế này. Điện anh để ở đây. Quả nữa thôi. Quả xanh đi thôi, còn quả dài thì một thôi. Thôi được rồi, cậu cứ nếu mà mang đến thì gì. Ui giời, nóng hổi. À, mướp thì ngót rồi. Ôi già rồi, đợi chờ ai nữa. Cậu không đi à? Đang xào món ếch. Rồi. Kỳ. Vẫn là đầu bếp quen thuộc. Kỳ. Chào nha. Đầu bếp cư của kênh này là số 1 của kênh. Anh em là toàn người đi làm về muộn nên giờ ăn uống nên giờ hơi trễ. Ui giời. Giơ tay chào cái xem nào. Chào cái xem nào. Kia. Qua đây là cho tí bùng rửa là chảo vẫn còn bên tây đấy. Đấy. Đấy rồi.
tất cả. Thật tuyệt đi. Quá hấp dẫn. Này năm nay mưa. Đấy. Ông mình chó đó. Đồ ăn vẫn còn nhiều kinh. Ui đấy, xong rồi bắt đầu mới là tân tiêu. Gan rồi. Ui đúng cái lưỡi. Đúng không? To hay như vậy. Phạt này to. Nhiều. Xong rồi nhắm vừa đấy. Nhắm xong rồi cháo đẹp. Lòng hàng là nhất. Đấy à. Cậu ấy phải thêm vào món lá chanh. Hương à, bớt lại em ít để tí em đang có gừng à? Chấm không cay thì quay đây anh nhớ mà quay đây. Bố tay món này không nghiện nữa ngồi ra. Đây ngồi cùng chung với đây thôi. Tinh đây nè. Cái này Tinh báo cơm rồi. Đâu vừa bên báo ai uống đâu, anh uống đâu đấy. Ai biên ở đâu ba kia mà. Anh em bây giờ mới được đến bữa đấy. Mời cả gia đình nhá. Ai dạ. Mới. Không. Trên đầu đầm quá. Chưa bên Việt Nam. Rượu này mới thì rượu này đang. Mẹ. Ôi. Đây, muốn hay chưa? Còn. Ok. Còn. Đấy, đặt ra bình á. Bình à? Bình. Được á, con này con chóng đi kiếm được á nhờ. Con chóng đi được con hạt nhờ. Đây này. Khách quý. Con lại ngu mẹ ăn còn hơn cả dạ dày. Tù vả. Đại gia hỏi thề quý quá. Trên trong đấy cơ à? Chắc là. Thế bàn nhà mình đâu? Đi làm sao được, bà đang ốm mà. Ây dạ. Đâu lấy mèo nhà hay là nó lạc. Mèo ấy. Tự nhiên nó chưa bị. Món này qua được không hay là lại kiêng? Cái này nó lại kiêng thì nghe. Ếch vô vào mướp rồi. Thế thì hết. Cái này. Ếch vô vào mướp. Ếch vô vào mướp. Cái này. Đấy, đấy, đấy. Cảm ơn con mèo nha. Ây dạ. Mèo hấp bia. Đã no rồi, mỏi rồi. Ăn dài thì không ăn món này. Ai, ôi thắng thì có bao giờ? Có thử nước nào em cái gì? Cái được không? Đấy. Cái này có được không thì còn gì? Để bảo nhân viên. Ủ cho má tây. Ủa giời, như nào, nói như nào? Như nào? Mùi vị nào? Hấp bia đấy. Okay. Nói để lần sau anh em còn rút kinh nghiệm làm món mới. Cái này. Hỏi nào? Vừa nãy vợ đi mua cái thuốc gì đèo mẹ à? Thuốc không thua. Không tiêu nước thì đâu không bị dòng. Không bị hít thuốc. Ok. No rồi. Ngán rồi. Ok. Ngán rồi. Ok. Ai bảo gọi là đưa lệch món cái này. Không bố ơi, cơm no rồi. Bia không? Lấy bia. Ăn không? Không ăn uống hết cái ngoài không ạ? Đúng rồi. No, cơm nhà phải no rồi. Món này không ăn gì, món này không ăn gì. Thế à? Nó không ăn cái gì à? Cậu hết đâu, sao lại
giống anh ấy đi kỉnh. Này nó phải thịt nướng. Thịt nướng no. Nướng chiên. No ấy à. Đây, kể. Được của nó phải không? Chúng nó thay số bàn lên. Xem anh dựng nhà tròi đúng không anh? Không, là cái vách tách lợn. Quang kia cổ nhỡ. Để không gọi lại. Mướp nó quát đi. Không còn bé tí gì cả. Nổi tan hết điểm. Ủa, một hạt mướp nhìn to như thế mà đến lúc vớt ra cũng không có to. Bố của anh cũng rất là để mướp này tí nó ngon nóng. Rồi gọi sao? Đi hòa mình không biết. Đi làm mình cái bàn buộc xong. Đây này mưa mà đấy mưa ướt hết đường. Đi làm mình đây cắm trại trước cửa nhà đây. Đấy mà làm khoảng 3 cái đây. Đây cần đấy. Như nào? 50 đi. 50 à. Kinh. Cháo được chưa thì được. Cái này. Chắc được rồi. Được rồi. Nấu cái rượu này. Để món xá ba lần xong. Sâu này cóc này, sâu này luôn. Việt chiên một cái đĩa lồng khồng cao như thế này. Còn làm cóc là làm không được làm dao, con ra nhựa. Thôi được rồi. Cóc làm dễ hơn đấy chứ. Đấy cũng thế. Chúc mừng. Vướng hai mắt cả tôi. Cóc dễ tổ hơn này. Chúc mừng khi làm mà có bí quyết thì xem ở đây. Cóc nộp ở dưới nước phải không này? Không ăn thì chưa nằm cóc bao giờ luôn luôn ở dưới rồi nó cóc nổi chết luôn chìm xuống dưới nước đi không cái vòi xả ra là cứ thế để xả mãi dí vào đấy làm cho để cho nhựa nó trôi đi không trôi trở ra dao chẳng hạn là hay là một chậu sau và làm như thế thì cái đầu hầu như là mình muốn ăn ra thì mình phải chín cái đầu còn không mình bỏ cái đầu đi. Làm cóc nào nhưng bỏ cái đầu tại vì khi mình làm tới cái đầu là trong ruột nó không còn cái gì nữa không có chặt mà xoay cái khớp cổ phát làm nó ra cả tù và cả ruột cả gan không còn cái gì hết ngon nhốt rồi chưa hiểu không cái này nghe hay cái là lão anh rượu tiền thật đấy cái này đúng cái món này là tuyệt vời đấy hôm nay đúng là 5:30 mới điện là có món mèo là món ếch để chế biến muộn mà ngon phải không? Ôi anh em à, tôi cháo, nồi cháo, tay nồi cháo, cháo, cháo mèo, mèo chiều mai mưa, tối mà chiều mai nên tối mà mưa nó hại hại. Thôi rồi, uống nốt ra chén này là sao là anh em ai là ăn cơm với cơm ai ăn cháo nhá. Cũng gọi là nước đậu xanh thì nhiều hơn mọi người. Nó mới sánh. Mọi người nhớ đăng ký ủng hộ Chu Nghĩa Tổng Hợp nhá. Ai dạ, cái này cái mới. Cạn nhưng mà sao đây? Đây. Cái này. Đây. Cạn nhà. Tăng mắc quá. Cạn nhà. Đang bảo gọi là sao? Sao chế đấy? Sao nó trong thế? Không phải là thằng con là cậu chứ có vợ không làm những rượu tay gấu, không? Rượu tay gấu lắm. Bổ báo với ai nữa? Tay gấu. Tay gấu. Tay gấu. Tay gấu. Tay gấu. Tay gấu. Có Việt chúng ta ba mà chưa biết là Việt chúng ta ba nào. À hỏa là làm cháo mèo này. Chống xay. Xay đâu.